Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chèn công thức trong phần mềm PowerPoint. Để chèn công thức trong phần mềm PowerPoint thì chúng ta sẽ vào thẻ lệnh là Insert. Các bạn click chọn vào phần là Symbol. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tính năng là Equation. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để viết ra một cái công thức như này. Thì các bạn có thể chọn một cái công thức mặc định bất kỳ lúc ban đầu. Sau khi mà cái công thức được chèn xuống, một trong những sự lựa chọn ở trên này, các công thức ở trên này, thì chúng ta có thể chọn một vài cái sự tùy chọn đây. Ví dụ như ở đây là tôi sẽ xóa cái chữ A này. Tôi chèn thêm là A, M cộng với fraction này tôi sẽ thêm vào là BM. Và tương tự như vậy thì bên này tôi cũng sẽ chèn vào là A cộng B, M. Sau khi mà nhập công thức xong thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh lại kích thước, độ đậm nhạt hay là màu sắc cho cái công thức mà chúng ta vừa mới nhập. Thì cách này là chúng ta làm bằng hình thức là chúng ta sẽ kéo một công thức ra và chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cho nó phù hợp. Cách thứ hai là chúng ta có thể viết công thức này bằng tay. Thì các bạn sẽ vào thẻ lệnh là Insert. Các bạn chọn vào phần là Symbol. Trong phần Equation này chúng ta sẽ kéo xuống và chọn vào phần là Ink Equation. Thì đây là một cái tính năng từ phiên bản 2016, thì các bạn có thể viết cái công thức toán học bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng con trỏ chuột. Thì trong cái khu vực mà màu hồng ở đây, các bạn sẽ viết con trỏ chuột và viết công thức ở trong cái bảng này. Ở đây tôi sẽ viết là A trên M cộng với BM bằng A cộng B. Như vậy thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là sau khi mà chúng ta viết ở cái khu vực mà bằng con trỏ chuột này thì ngay lập tức là bên trên đã nhận dạng ra được là chúng ta đã viết được cái công thức này thành công. Sau khi mà chúng ta viết công thức xong thì chúng ta click chọn vào phần là Insert để chèn công thức. Và chúng ta cũng có thể vào phần Home để chỉnh lại kích thước, cũng như là màu sắc, độ đậm nhạt. Độ đậm nhạt cho các đối tượng trong công thức này. Đối với một cái công thức mà nó phức tạp hơn thì chúng ta cũng làm tương tự là chúng ta cũng có thể chèn cái công thức này bằng cái phần là Ink Equation. Ví dụ đây là công thức mang tính chất phức tạp hơn thì chúng ta cũng sẽ làm từng bước một là viết. Trong trường hợp mà các bạn thấy là trong quá trình mà chúng ta viết mà cái công thức nó không được ra cái kết quả như là chúng ta mong muốn. Ví dụ như ở đây là cái chữ A ở đây nó không phải là chữ A, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là Select and Correct này. Chúng ta sẽ quét qua đối tượng này. Khi mà nó hiện ra là cái chữ A màu đỏ, chúng ta sẽ thả ra. Và chúng ta sẽ chọn ở đây là chữ A. Thì các bạn sẽ thấy là trên công thức sẽ được sửa thành là X cộng A. Và đến tương tự như vậy là K bằng 0, chúng ta cũng sẽ quét lại cái công thức này. Chúng ta cũng sẽ chọn là K bằng 0 thì trên này nó sẽ được sửa lại. Đó. Rồi chúng ta lại tiếp tục là viết tiếp công thức. Trong trường hợp sai thì chúng ta cứ sử dụng cái tẩy này, xóa đi và chúng ta viết lại.
Sau khi mà viết xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái công thức mà chúng ta đang viết. Đó. Và chúng ta ấn vào phần lá Insert. Và như vậy là với một cái công thức đơn giản thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái tính năng là viết nhập công thức bằng con trỏ chuột với tính năng là in equation. Hoặc là với những cái công thức phức tạp hơn thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái tính năng mà nhập công thức tương tự như vậy. Trong bài học này thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách nhập công thức toán học trong phần mềm PowerPoint. Xin chào các anh chị.